Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người tham gia làm nghiệp vụ mới của mạng lưới Venom Network. Thì hiện tại chúng ta đã tham gia vào 14 dự án rồi. Thì hiện tại đây là dự án thứ 16 nha các bạn. Dự án mới và có nhiệm vụ mới. Ok, thì đối với nhiệm vụ cái nhiệm vụ nó hiện tại là 15 dự án nha các bạn. Tuy nhiên thì bạn nào mà làm sâu á thì chỉ có 14 thôi. Tại vì em có một cái nhiệm vụ trước đó nó đã bảo trì vĩnh viễn rồi nha, nó bảo trì tới mainnet lận cho nên là anh em không thể làm cái nhiệm vụ đó nữa. Đấy. Ok, thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia vào cái nhiệm vụ mới, đó là dự án Valisit. Thì đây là một cái dự án có làm về buy sell ticket vậy đó. Đấy. Ok, thì đầu tiên thì để tham gia vào cái nhiệm vụ mới dự án thứ 16 này thì các bạn vào link dưới phần mô tả video. Sau đó các bạn connect với lại cái ví Venom của các bạn nha. Thì đối với bạn nào mà chưa có cái đồng Venom á, chưa có cái đồng Venom ở trên ví của các bạn để trả phí giao dịch á, các bạn mà thiếu á, thì trên trang web của họ các bạn chọn qua cái mục đó là mục get test Venom này. Thì trong đây nó cho các bạn đó là phao kẹt nha. Này. Follow từ Twitter để nhận thêm này. Đấy thì các bạn chỉ cần nhấn follow và các bạn claim cái những cái đồng mà Venom này về ví của các bạn để các bạn làm trả phí giao dịch thôi. Đó. Ok, thì quay trở lại với testnet. Thì các bạn vào link dưới phần mô tả video. Thì nó sẽ có ba nhiệm vụ nha. Mình sẽ dẫn lại cái đường link này luôn. Các bạn vào đây thì các bạn sẽ thấy luôn cái đường link này. Cái giao diện như thế này. Thì ở đây nó cũng có 3 nhiệm vụ thôi. Cái nhiệm vụ đầu tiên đó là follow. Thì các bạn nhấn vào follow này. Thì các bạn follow Twitter của dự án. Ok. Sau đó các bạn quay trở lại. Các bạn nhấn nút chat thôi. Sau đó thì qua cái nhiệm vụ thứ hai, đó là nhiệm vụ buy ticket. Thì ở nhiệm vụ này các bạn nhấn vào cái dấu mũi tên này giúp mình nha. Hoặc là các bạn nhấn vào cái dòng cái đường link ở phía bên dưới này. Đó là valisit.com này nè. Nó sẽ dẫn các bạn đến cái trang web của Valisit thôi. Thì trên trang web này thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Thì các bạn nhấn vào cái dòng đó là buy ticket nha. Đấy. Thì sau khi các bạn nhấn vào nút buy ticket xong thì nó sẽ mở ra một cái bảng cái giỏ hàng cho các bạn như thế này. Đấy, thì bây giờ các bạn chỉ cần nhấn vào nút buy thôi. Các bạn nhấn vào nút buy này. Thì sau đó nó sẽ hiện ra cái giao diện thanh toán như thế này. Thì đầu tiên thì các bạn điền lại tên của các bạn. Các bạn điền lại tên của các bạn này. Sau đó là email của các bạn. Sau đó thì các bạn nhấn nút là buy now. Ok, và tiếp theo đó thì nó sẽ hiện ra cái giao diện đó là Connect Wallet. Thì các bạn nhấn nút là Connect Wallet. Sau đó các bạn connect với lại cái ví Venom của các bạn nha. Bạn nào mà đang sử dụng là phiên bản Extension trên Chrome trên máy tính đó, thì các bạn chọn cái dòng đầu tiên đó là Venom Chrome Extension. Còn bạn nào mà đang sử dụng điện thoại thì có thể là chọn Venom Mobile App nha. Ok, mình đang sử dụng máy tính thì mình sẽ chọn đó là Chrome Extension. Sau đó các bạn connect ví thôi. Nè, chọn ví rồi các bạn connect thôi. Thì sau khi các bạn connect xong thì nó sẽ tự động điền lại cái địa chỉ ví của các bạn ở trên đây luôn. Đấy. Và trên ví của các bạn đang có bao nhiêu cái đồng Venom testnet thì nó sẽ hiện đây cho các bạn luôn. Tiếp theo đó thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái dòng đó là min ticket. Thì phí min là 1 Venom nha các bạn. Ok, các bạn đợi cái ví Venom nó mở pop up ra. Thì các bạn chỉ cần là điền lại mật khẩu ví rồi các bạn xác thực giao dịch thôi là xong. Đấy, confirm decision. Xác nhận giao dịch nè. Trả phí 1 Venom nha. Rồi các bạn đợi trên mạng lưới nó xác nhận thôi. Thì sau khi trên mạng lưới nó xác nhận xong, sau khi các bạn min xong á, thì các bạn quay trở lại đây, các bạn nhấn vào nút chat nha. Đấy, như vậy là xong rồi nè. Ok, các bạn quay trở lại đây, các bạn nhấn vào nút chat thì nó sẽ tự động hoàn thành cho các bạn thôi.
Và cái bước cuối cùng đó là min cái NFT của dự án thứ 16 này. Thì các bạn nhấn vào nút min thôi. Rồi các bạn confirm transaction, xác thực giao dịch ở trên ví nha. Đó, rồi các bạn đợi cái giao dịch của các bạn nó xác nhận thôi là xong. Là các bạn đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ của dự án thứ 16 này. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn tham gia vào, hướng dẫn mọi người làm nhiệm vụ mới đến từ cái mạng lưới Vietnam Network. Thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.